Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay em giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn những cây bông trang tím sen thơm Vĩnh Châu. Cây đang bông, cây như vậy một cây chỉ 80k thôi nha cô chú. Ngày trước thì cây giá rất là cao, nhưng mà hôm nay một cây đẹp, cao, gáo, đang bông thành phẩm như vậy, chậu chính luôn, thì ảnh chỉ có giá là 80k thôi. Còn cô chú mua cây giống thấp hơn một tí, lùn một cốt, chưa có bông, thì một cây giống như vậy là 50k, rất rẻ luôn nha cô chú. Hiện tại bây giờ là cây tím sen Vĩnh Châu thì giá đã hạ nhiệt rất là nhiều, gấp 10 lần, gấp mười mấy lần so với trước. Lúc trước giá rất là cao, cho nên cô chú anh chị nào thích cái dòng bông trang tím sen thơm Vĩnh Châu này, đang tìm giống để sưu tầm, hoặc là mình đủ loại hết rồi còn thiếu mới có cây tím sen này thì cứ alo cho em qua số điện thoại là 0911 643 600. Em có để số điện thoại ở trên tiêu đề nha cô chú anh chị.